Theo tinh thần này thì quý bà cũng không cần gì phải nguyện cầu đời sau trở thành nam. Muốn trở thành nam mà tính cách không trở thành nam đó thì cái đầu thai trở thành BD. Sự thật là như vậy. Do đó đó, có rất nhiều người nữ trở thành quân tử và anh hùng, và ngược lại cũng có rất nhiều người nam trở thành tính cách, xin lỗi, phụ nữ. Mà phụ nữ đây ở cái ý nghĩa xấu đó, tức là câu mâu, nhỏ nhất, ích kỷ và hơn thua. Thực tập cái tâm lý của lòng tùy hỷ ở trong đức tính hỷ đó sẽ làm cho chúng ta không còn đông đo tính điếm về lợi và hại, về phía bên này và phía bên kia, mà mỗi một cái đóng góp, dấn thân, phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ của chúng ta đó, nó không chỉ là mang lại niềm vui cho người khác nếu mình nhìn ở một cái nhìn sâu sắc hơn. Trong niềm vui đó nó có sự tương tác một cách trực tiếp với niềm vui của chúng ta. Ở trong một gia đình, nếu mình mang lại niềm vui cho cha và mẹ là mình mang lại niềm vui cho bản thân mình. Cái hỷ đó là một cái hỷ mang tính cách rất là vị tha, đầy thiện cảm. Chó và mèo là hai chủng loại động vật, giống như là nước và lửa, ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng, mặt trời và mặt trăng. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ở trên các cái sàn xiếc, chó và mèo là đôi bạn tâm giao với nhau, giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ và theo sự hướng dẫn của người làm xiếc. Và trong các Bosca chúng ta vẫn thỉnh thoảng thấy là chó và mèo cõng nhau, ôm nhau, hôn nhau. Đây là điều rất là ấn tượng. Cho nên nếu mình nhìn thấy được rằng là các cái sự khác biệt đó, nó không còn là một sự đối lập, mà nó là một cái tiến trình để bổ sung và hỗ trợ cho nhau đó, thì cái niềm vui về cái khác, khác với mình, khác với giá trị của mình, khác với cái hệ quy chiếu của mình, nó không còn là một áp tắc nữa, mà nó làm cho mình cảm thấy rằng nó có một cái lực hấp dẫn rất là quan trọng để mình có thể học hỏi và hoàn tất những giá trị mà mình chưa có. Cái niềm vui tùy hỷ này nó tạo ra một cái động lực để chúng ta học hỏi và thăng tiến nhiều hơn. Nhờ mình biết tùy hỷ với thành công của người khác, mình thấy rằng là trong lĩnh vực này mình chỉ là một học trò, còn người ta là một giáo sư. Và không có gì để trở nên mặc cảm, tự ti rằng là mình học cái điều đó ở người khác. Chúng ta thấy rằng là mỗi một người đó, ở trong cái kho tàng tâm thức có rất nhiều hạt giống. Nhưng có những loại hạt giống đó, từ nhiều ngàn năm, từ nhiều kiếp đó, chúng ta chưa từng đào xới, dung bón nó lên, mà người khác lại là chuyên gia về lĩnh vực này. Cho nên trong lĩnh vực đó họ là sở trường và chúng ta là sở đoản. Đừng ngần ngại sợ hãi giữa cái sở đoản của chúng ta với sở trường của người khác, mà đánh mất những cơ hội để học hỏi được những điều hay ở những người này. Và cứ như thế đó, chúng ta sẽ trở thành một điểm hội tụ của tâm linh, điểm hội tụ của những tinh hoa. Hình ảnh của thiện tài đồng tử đã đi tham vấn trên 50 vị với nhiều vai trò vị trí xã hội khác nhau để trở thành cái điểm tinh hoa tổng hợp của tất cả những vị này, mà chưa chắc rằng bản thân của những vị trong số 50 mấy vị đó có thể có được một điểm hội tụ bằng như là thiện tài đồng tử. Do đó niềm tùy hỷ và thái độ tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn không còn thấy chó và mèo đó là với nhau. Và do đó đó, cái lòng bõn sẻn, keo kiệt, ganh tị, hơn thua, nó đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Lợi ích căn bản của hạnh hỷ ở trong tứ vô lượng tâm sẽ giúp cho mình có được cái tán dương như là một nghệ thuật, và về sau này nó như là một thói quen và như là một phần của sự sống. Chúng ta thấy rằng là bản chất của sự tán dương nó làm cho người khác có cái tinh thần là phấn chấn vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời. Và người tích cực đó cố gắng tìm thấy những cái giá trị đặc sắc ở những người khác để mà khen tặng, để từ đó người ta phấn đấu, ta vươn lên, ta thành tựu được những giá trị đó thì mình cũng hưởng lên. Và cái cộng hưởng về phương diện nhân quả trong tình huống này là có thể tin được. Trong khi đó có nhiều người lại không có khuynh hướng muốn ứng xử như thế này, cho nên nỗi đau đã làm cho họ khó có thể mở ra một câu nói nào khen tặng người khác để làm cho người khác hài lòng, ít nhất về phương diện ngoại giao và ứng xử. Tán dương công đức do đó là một nghệ thuật tạo ra các niềm vui.
có nhiều Phật tử có thể hiểu một cách đi quá mức về cái hành vô ngã, cho nên mỗi khi phát tâm đóng góp xây chùa, đúc tượng, làm các phương tiện từ thiện, in kinh, ấn tống, nói chung là các việc lợi ích cho xã hội và cộng đồng, không bao giờ muốn để lại danh tánh và tên tuổi của mình vì nghĩ lầm rằng làm như thế là cái tôi đang có mặt. Khi được đề nghị là ghi tên gì, một số Phật tử ghi là vô danh, nhưng mà chúng ta không biết rằng vô danh cũng là một cái danh. Cái danh đó là một cái bí ẩn, là một cái bí mật, mà cái bí mật nào cũng có cơ hội bị bật mí nhiều nhất. Cho nên khi mình cúng tiền mà khá khá chút xíu để xây cất một cái công trình vĩ đại, một ngôi chùa đó mà để vô danh, thì ngày hôm sau là cả chùa đó đều biết mình là ai. Khi mình để cái tên của mình nhiều khi không ai để ý. Người ta sẽ hỏi là thầy ơi, ai mà dám cúng cho thầy đến 100.000 đô vậy? Tụi tôi giàu lắm mà tôi còn không dám cúng như thế, ai vậy? Cho tôi biết một chút xíu. Thầy nói cho bà biết thôi, bà đừng có nói ai hết vô. Thì những cách thức như vậy là ngày hôm sau cả chợ cùng biết, cả làng, cả phố, tất cả mọi nơi cùng biết. Thì bản chất của những cái vô danh như vậy là một sự nhướng mắt. Mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích qua về vấn đề xả đó bạn. Nó không phải là nằm ở cái hình thức mà nằm ở cái nội dung và cái trọng lực của tâm. Do đó đó, mỗi khi được khen tặng và tán dương bằng những cái bằng tán dương công đức, quý Phật tử cứ mạnh dạn nhận về, treo lên trên phòng không sao hết trơn đó. Dĩ nhiên là được treo trong cái tình huống đừng để cho lỗ mũi nó phập phồng, cái tim đập phình phịch, hơi thở dồn dập, là mình được gọi là người vô ngã. Tại sao chúng ta cần phải treo những cái bằng tán dương như thế? Là bởi vì trong gia đình chúng ta đâu phải ai cũng có được cái tâm lượng hải hà như là bản thân mình. Và mình làm như vậy tức là mình mời gọi người khác cùng làm. Và ít nhất là những ông chồng mà khó tánh, không biết là bà vợ của mình đem tiền đi đâu, nuôi ai đây, thì thấy cái bằng tán dương công đức là ông phải mừng thôi. Như người vợ khéo léo hơn thì không để tên bà mà để tên ổng. Mình tới chùa cúng mà để tên ông chồng, ông chồng về ông mát ruột, ông mới đưa thêm để làm tiếp chứ. Cái đó là mình biết tạo niềm vui gấp đôi. Một hành động cúng dường bố thí trong tình huống như vừa nêu đó sẽ có hai phước quả: tận tay mình làm mà tên người khác hưởng, người khác khi tiếp nhận cái này cảm thấy rất là ngạc nhiên và xúc động tràn trề, tôi sẽ phải làm trong tương lai. Do đó để lên như vậy nó không có ý nghĩa là cái tôi, mà có ý nghĩa của sự khích lệ rất là lớn. Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở trong kinh A Di Đà: mười phương chư Phật, mỗi một phương như vậy, vô số các đức Phật ngợi khen Đức Phật Thích Ca, trở thành như là một vĩ nhân sống có mặt ở trong cuộc đời với nhiều nghịch cảnh gồm có 5 thứ ấy, thế mà ngài đã thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề và còn tuyên thuyết giáo pháp cao siêu huyền diệu cho những người khác nghe, để giúp cho người khác đạt được các giá trị tương tự. Dĩ nhiên cỡ như Đức Phật Thích Ca làm việc cần lời khen, và ngài đã dạy chúng ta rất là rõ rằng là khen và chê là hai ngọn gió. Nếu khen là ngọn gió xuân thì chê đó là ngọn gió mùa hè. Người ta không chết bởi ngọn gió mùa hè vì ta biết phòng thờ AC, mà ta chết rất nhiều bởi những ngọn gió xuân phơi phới, mắc rượi, nhẹ nhẹ, thoải mái, trong đó toàn là dao găm, toàn là lưỡi lam. Ta không đỡ nổi vì không biết là mình sẽ chết vào lúc nào. Do đó Đức Phật hiểu rất rõ bản chất của các ngọn gió khen và chê này. Làm gì ngài có nhu cầu cần đến lời khen ấy, thế mà mười phương chư Phật vẫn tán dương công đức của ngài. Sự tán dương đó là một nghệ thuật để xác lập rằng là cái chân lý mà Như Lai Thế Tôn tuyên thuyết ở cõi Tây Bạc qua kinh A Di Đà là một chân lý phổ quát. Quá khứ nó cũng như thế, hiện tại nó cũng như vậy, và tương lai nó không hề đổi thay. Và do đó những người có duyên với ngài qua pháp môn nhất tâm bất loạn như là một nghệ thuật của thiền và ngôn ngữ mới của thiền,
sẽ cảm thấy rằng là sự hành trì đó đó nó mang lại rất nhiều giá trị lệ lạc, và cái niềm tin đó được xác lập không trên cơ sở mê tín mà trên cơ sở của sự quán chiếu hành trì bằng tự giác, bằng hành động cụ thể. Ở trong toàn bộ kinh A Di Đà, chúng ta không bao giờ tìm thấy bất kỳ một mô tả nào, dù là trong ý niệm, về cái tha lực. Và do đó đó, cái tính cách tự lực trong nghệ thuật quán chiếu, gió thổi mây bay suối chảy thông reo, chim hót líu lo, đều là pháp âm vi diệu. Và do đó cái tiến trình của tự tu này đã tạo ra cái niềm hoan hỷ hạnh phúc trào dâng ở con người hành giả rất là lớn. Cho nên sự xác lập chân lý bằng cách là mười phương chư Phật và các đức Như Lai quá khứ, hiện tại và vị lai đều tán dương như vậy, để cho thấy là chân lý đó là chân lý cần phải được thực tập, cần phải được ứng dụng hành trì. Và Đức Phật Thích Ca lại tán dương Đức Phật A Di Đà, giới thiệu về công hạnh của ngài, cũng là điều tạo ra sự tùy hỷ lẫn nhau. Chúng ta thấy nếu mình là ông thầy, có vô số các học trò, mình đâu có muốn giới thiệu học trò mình đến ông thầy khác. Ông lỡ một học trò mình sao? Ông có thể giỏi hơn mình, hấp dẫn hơn mình, ấn tượng hơn mình. Và hiếm có được một con người có cái tâm lượng rộng lớn, muốn cho học trò của mình hơn được mình. Cho nên ngoài những gì học được ở mình, khuyến khích người đó học ở vô số các ông thầy. Vì có ở trong triết lý kinh Hoa Nghiêm, thiên tài đồng tử đã may mắn gặp được các bậc thầy tâm linh Phật giáo như thế. Do đó chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta không nên giới hạn cái việc tìm hiểu tâm linh ở một vị thầy, mà mình có thể học hỏi ở những vị khác để mình có cái nhìn dung thông. Các quan niệm là thầy của tôi, chùa của tôi, pháp môn của tôi, tông môn pháp phái của tôi sẽ làm cho chúng ta thiết lập các dạng lý trường thành, các giải trường sơn, các bức tường Berlin, các nam và bắc của một quốc gia. Và do đó đó, sự vô hình thù này đã tạo ra một cái khoảng cách rất lớn giữa chúng ta và những người rất là thân. Mặc dầu cái động cơ và sự xuất phát tâm điểm trong tình huống này là giống nhau, nhưng càng đi về sâu về dài thì trở thành như là những cái sự khác biệt. Và do đó niềm vui không thể nào có được. Chính vì vậy mà tán dương công đức là một trong những nghệ thuật để tạo ra niềm vui của hỷ. Và những người Phật tử rất dễ dàng làm được việc đó. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta cho rằng là những gì nó thuộc về mình, thầy của mình, chùa của mình, pháp môn của mình là số một. Ý thức từ điều đó có thể xảy ra trong tương lai, trong cộng đồng của những người đệ tử của ngài. Như Lai Thế Tôn đã tuyên bố ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật, rằng là không có pháp môn nào được gọi là pháp môn cao và pháp môn thấp. Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Cao hay là thấp đó, nó là nghệ thuật ứng cơ. Hợp với căn cơ thì một cách bình thường vẫn trở thành là màu nhiệm. Không hợp với căn cơ thì giá trị màu nhiệm cũng trở thành bình thường. Một cái báo vật có thể được trưng bày trong viện bảo tàng trở thành báo vật với những người biết thưởng thức nó, thì trở thành là một cái gì đó rất vô nghĩa với những người không hề có kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên sự cao và thấp đó, ngoài phương diện khế ứng về chân lý, nó phải đáp ứng được cái nhu cầu căn tính của người hành trì trong phương diện ứng dụng và biến nó trở thành một phần của sự sống. Chính vì vậy mà sự tán dương công đức làm cho chúng ta có một cái nhìn và một lối ứng xử rất là dung thông. Ở chỗ nào cũng không hề có bất kỳ một sự trở ngại gì hết. Và do đó đó, chúng ta mới có thể nối kết bàn tay Phật Pháp khắp năm châu và bốn bể, trong và ngoài, trước và sau, và trở thành là những gì hết sức là có giá trị. Ở trong chuyện Kiều có một câu, nó vừa nói lên tâm trạng của tác giả mà cũng là nói lên cái tâm trạng áo le của rất nhiều người trong chúng ta, dù ở bất kỳ một chế độ nào, một thời đại nào, một bối cảnh lịch sử nào. Cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Khái niệm về trước và sau đó không chỉ là phương vị của người phía trước, người phía sau, người bên trái, người bên phải, mà nó có thể được hiểu rộng như là một tiến trình thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những hành động, có những cái hướng đi, có những cái lý tưởng đó, mà cả rất nhiều thế hệ trước đó không thể nào cảm nhận và thông cảm được với cái con đường mà Đạo Phật đang đi.
và vĩnh viễn cũng có rất nhiều cái thế hệ về sau này, mặc dù được học hỏi kinh nghiệm từ giáo dục, từ suy luận của bản thân, vẫn khó có thể chấp nhận được đó rằng như là một cái giá trị chân lý cần phải học hỏi. Và do đó đó, cái tính cách đơn coi, một mình cất bước, một mình vân du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà, đã từng diễn ra với rất nhiều những người có chí lớn, có nguyện hùng, có tài năng cao, có giá trị đóng góp vững mạnh và đi trước thời đại với cái tấm lòng vĩ đại vô bờ bến. Những con người như thế thì thường bị cả hai phe phía đặt mình trong làng tên và mũi đạn. Vì cái con đường tâm lý thông thường của cuộc đời là muốn thiết lập tính cách liên minh, và nếu mình không thuộc về một phe phái nào đó thì mình sẽ bị cả hai phe phái đó lên án rằng mình thuộc về phe còn lại, có nghĩa mình trở thành kẻ thù của người đó. Cái con đường tâm linh của Phật giáo là một con đường trung lập, là một con đường trung đạo. Trung đạo không có nghĩa là con đường mà mình đi hàng đôi, một bước chân bên này dính ở trên bờ bên kia và bước chân còn lại dính ở trên lề còn lại, mà trung đạo là vượt lên trên tất cả những giới hạn dị nguyên của con người vốn ý thức đã đặt ra từ quan niệm, phong tục, tập quán, văn hóa con người. Thế mạnh dạn vượt lên như thế thì lúc đó đó, tính cách của sự hỷ, niềm vui đó, nó có thể được thiết lập ở tất cả những thành phần khác nhau trong xã hội. Còn gắn mình với một cái liên minh nào đó, đó thì chúng ta chỉ có thể tạo ra niềm vui cho liên minh đó trong giá trị tích cực nhất có thể có. Và đồng lúc đó, đó chúng ta tạo những cái không niềm vui, không hỷ với những liên minh đối lập hoặc là không còn lại. Chính vì thế mà Đạo Phật dạy chúng ta phải vượt lên trên các giới hạn của tất cả mọi ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ triết học, ý thức hệ cộng đồng, ý thức hệ tất cả các ngành nghề trong xã hội đều là nhất thể. Và cái nguồn tâm linh Phật giáo là vĩnh cửu, cho nên chúng ta cần phải ứng dụng cái tinh thần như thế để chúng ta mới vượt ra khỏi những giới hạn và ách tắc do tác động của các ý thức hệ khác nó đổ dồn lên tâm chúng ta, đổ dồn lên khối óc, đổ dồn lên con người chúng ta. Để làm được điều đó, chỉ cần có được cái chất liệu vô úy, tức là không sợ hãi trước mọi áp lực, thì chúng ta mới thẳng bước mà đi trên con đường trung đạo để có thể làm tạo ra được niềm vui với tinh thần vô ngã vị tha, tán dương, tùy hỷ, để giúp cho mọi người, mọi thành phần trong xã hội được an vui và hạnh phúc. Và đây chính là trọng tâm của Phật giáo. Những người mà phát huy được cái niềm vui nội tại lớn đó thì sẽ không bao giờ có thái độ dạch lá tìm sâu. Bản chất của dạch lá tìm sâu đó là nhìn thấy cái tiêu cực. Chúng ta cứ thử hình dung cái hoa hồng rất đẹp khi nó nở hoa, nhưng bên cạnh cái hoa hồng đẹp đó, đó chúng ta có một cái khối lượng gấp 10 cho đến 100 lần những cái không đẹp, những cái không thuộc về hoa hồng. Nó bao gồm lá gai, bao gồm các lá gai, bao gồm các cành gai, bao gồm các thân cây gai, và bao gồm luôn cả các cái rễ mà hoàn toàn không đẹp chút nào. Nhưng mà muốn có được cái hoa hồng đẹp đó, chúng ta buộc phải chấp nhận có những cái không thuộc hoa hồng đồng tồn tại, và chính sự đồng tồn tại này thì hoa hồng mới có mặt. Cái nhìn tích cực sẽ giúp cho chúng ta không bận tâm vào những chiếc gai, mà nhìn thấy được cái giá trị tích cực của cái hoa hồng. Chính vì thế mà niềm vui bắt đầu trỗi dậy trong tất cả các nghịch cảnh có thể có với mình như là một thách đố cần phải vượt qua. Và do vậy đó, chúng ta chỉ tìm những cái hay để tán dương thay vì dạch lá tìm sâu, cả mình lẫn người đó rơi trong vòng lẩn quẩn đúng và sai, tốt và xấu, bạn và thù, hơn và thua. Và do đó đó, cái khoảng cách ranh giới giữa con người vốn nó không có lại được chúng ta thiết lập bằng những thành kiến, mặc cảm, dán nhãn, định danh, quy kết, chụp mũ, tô hồng, bôi đen, vân vân. Hàng loạt các thái độ và các cái động từ thái độ này nó làm cho chúng ta trở thành là một cái gì đó rất là xa cách. Cho nên bản chất của cái niềm vui đó, nó phải là niềm vui vị tha, và do đó nó xóa hết tất cả những sự khác biệt và những giới hạn từ những sự khác biệt này. Muốn thực hiện được cái niềm vui và có được niềm vui, hay là ban tặng niềm vui đó cho cuộc đời, thì cái bánh xe cuối cùng, nói theo ngôn ngữ của Bác Mật Nghiêm, chính là trạng thái độ lượng, bao dung,
hỷ xả, tha thứ. Và nhờ đó chúng ta mới vượt qua được những cái trở ngại rất là lớn trong mối quan hệ, mà có thể vô tình hay cố ý người khác có thể tạo ra sự bực dọc cao có, phiền não và nghiệp chướng cho bản thân mình, người thân của mình, cộng đồng của mình. Bản chất của xả đó, hiểu nôm na là một tiến trình của sự buông. Buông không có nghĩa là vứt bỏ đi. Có nhiều người hiểu một cách sai lầm. Sau khi học về tứ vô lượng tâm rồi đó, trở thành một con người thông dong, cho nên trong nhà có vật dụng gì vứt ra bên ngoài hết. Và do đó nếu mình may mắn mà lại gặp những cái gia đình như vậy, có thể làm được rất nhiều việc từ thiện. Trạng thái của xả nó thuộc về tâm. Khi mà các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó, mà ý thức phân biệt nhị nguyên không được thiết lập theo hai khuynh hướng, hoặc là đam mê chấp thủ để dẫn đến tư hữu hóa đó, để thiết lập đồng tham, hoặc là nó phản ứng một sự kháng cự loại trừ những gì nó không đam mê và thích thú, không hợp gu, trở thành lòng sân, thì ứng xử như vậy được gọi là người ứng xử có lòng xả. Khi mình thiết lập các liên minh thì tính cách chấp trước nó đã bắt đầu được đồng hành, và do đó xả nó trở thành như là một cái gì đó không có mặt. Chuyện ngụ ngôn về con cáo và chụp do rất có giá trị về phương diện xả, đứng từ cái nhìn của Phật giáo. Con cáo là sư phụ của sự cáo già, là điếm thúi, là ma lanh, khôn quan, quỷ quyệt. Và sự có mặt của những con người thuộc về con cáo ở chỗ nào, nó làm phiền não và khổ đau cho thiên hạ ở chỗ đó. Con cáo đi đến một vườn nho rất là ngon lành. Cái vườn nho tạo ra những cái loại, những loại sụ hấp dẫn mà. Những trái nho rất là tươi, thơm, hấp dẫn đã làm cho chú cáo không thể nào bỏ lỡ cơ hội dừng lại để hái và thưởng thức. Chú cáo đó đã dùng hết cái lực nhón tay với chung mà vẫn không chụp được chùm nho. Nó nhảy vọt lên theo kiểu là những người chơi parafit mà vẫn không tiếp xúc được với chùm nho. Nó đi tìm một cái khúc cái, nâng cái chiều cao, và từ chiều cao đó nhảy lên mà chụp được cái lá thì trái nho nó bị rớt, và ăn được một hai trái còn không thấm vào đâu. Lì hoay từ sáng đến chiều tối mà chẳng ăn được chùm nho, tức tối, tiếc nuối, khó chịu, cao có, căng thẳng vô cùng mà không muốn bỏ đi, vì bỏ đi là chịu không nổi. Đàn thỏ ra nhìn thấy chú cáo, chú cáo mới nói với đàn thỏ rằng là chúng mày, đàn nho này ngon lắm đó, ông dành cho chúng mày ăn đi. Cái chú thỏ mới nói rằng là chú cáo ơi, chú cháu mình cùng ăn, ăn như vậy mới vui, ăn như vậy mới hấp dẫn. Chú cáo mới trả lời, ui ai mà thèm, cái loại thứ nho này nó chua lèm chua lót, ăn vô sót bao tử. Nói xong chú cáo đã quẩy đuôi đi một tích về tới nhà. Các chú thỏ thì nhanh chân, có thể leo nhảy ở trên các cái giàn nho và có thể ăn được nho một cách rất là dễ dàng. Câu chuyện ngụ ngôn dừng lại tại đó. Chúng ta thấy rằng là về cái phương diện thái độ được thể hiện qua ngôn ngữ của chú cáo đó, chúng ta có cảm giác rằng là chú này đang buông xả. Buông xả một cái thái độ tiếc nuối mà từ sáng đến chiều tối chúng ta nỗ được chụp lấy một cái gì đó, biến nó trở thành một sở hữu để phục vụ cho niềm vui hưởng thụ của mình mà không thành tựu được. Khi có những người khác chứng kiến có mặt đó, chúng ta sợ bị người ta đánh giá thấp rằng là mình không có đủ cái sức để hưởng được cái này. Cho nên chúng ta thể hiện ra một cái người anh cả, một người bản lĩnh, một người chú, một người cha, một người đi trước, rằng là mình không cần đến cái này, và nhường những cái phần đó cho con em, cho thế hệ đi sau, cho những người thuộc hạ và cho những người cộng tác với mình. Cái thái độ đó nó là một sự chấp trước rất là thầm. Và chúng ta cứ thử suy luận rằng là tối hôm đó khi trở về lại cái hang, chú cáo nằm gác tay gác chân ở trên trán, mồ hôi chảy nhễ nhại. Chúng ta dùng các loại khăn loại xịn nhất của Hoa Kỳ lau vào mà vẫn không hết. Chúng ta tiếc nuối, và mỗi một cái động thái, mỗi một tích tắc của sự tiếc nuối đó trôi qua
thì được miếng nước giải nó chảy ra nhẹ nhẹ, và nó làm cho cậu ta cảm thấy là xót ruột vô cùng. Bởi vì khi dịch vị mà tiết ra không có gì để nạp vào á, là cái sự đói bụng nó trở thành căng thẳng đến độ là người đó hết còn muốn ăn. Chú cáo đã rơi vào trạng thái bội thực trong lúc cái bao tử bị trống không, chứ không phải là bội thực ở trong lúc mình ăn quá no nê, mình nỗ lực cái gì quá nhiều mà không thành công. Sự tái thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho mình có cảm giác ê chề chán nản, mà nghĩ tới nó là nổi da gà, dựng tóc gái, căng thẳng, mỏi mệt, nỗi khủng bố trỗi dậy như là một thách đố khó có thể quên được. Rơi vào trong trạng thế tâm lý như vậy thì sự buông bỏ chú cáo là một tình huống hoàn toàn bất đắc dĩ. Sự buông bỏ như thế không có giá trị gì hết. Nói một cách khác là buông bỏ là không để tâm bị dính chấp vào những gì đã được diễn ra trong quá khứ. Quá khứ với dòng chảy và hoạt động của ký ức trở thành một nỗi ám ảnh. Con người sống với quá khứ nhiều chừng nào thì nỗi ám ảnh nó trỗi dậy và khống chế người đó chừng đó. Đang có mặt ở trong hiện tại ấy, thế mà tâm người đó đang du hành về quá khứ. Mà bản chất của sự du hành này đó, nó làm cho người đó có cảm giác hạnh phúc ở trên ảo giác hơn là hiện thực. Vì họ quên hướng, nghĩ về cái thời vàng son của mình. Cái tuổi về già, hiểu nôm na theo Phật giáo là cái tuổi hồi đó. Tới ngồi kể, hồi đó tao là ngon lành lắm. Tao như thế này không phải như chú mày bây giờ. Có một bao gạo vác không nổi. Ngày xưa tao gấp cả 4 bao. Và vác từ sáng đến chiều tối không sao hết trơn. Mà trên thực tế vác nửa bao không nổi. Bản chất của các ứng xử trên nền tảng của quá khứ nó thường để lại những cái nỗi đau cho những người hiện tại. Một câu chuyện có thật đã diễn ra trên đất nước Hoa Kỳ. Cha con đang sống rất là hạnh phúc. Người cha này đó muốn đứa con của mình phải là một học sinh giỏi, sau đó là một sinh viên giỏi, sau đó là một nhà lãnh đạo giỏi, sau đó là một nhân vật kiệt xuất của đất nước Hoa Kỳ. Cái kết quả thi cử đã làm cho ông hoàn toàn thất vọng vì điểm của con ông đó là tốt mà từ ở dưới điểm lên. Ông ấy nói với con của mình rằng là: mày biết không, mấy chục năm về trước khi bằng tuổi của mày đó, ba nè làm lớp trưởng giỏi lắm. Đứa con nói: dạ con rất là thần phục về những cái thành tích của ba, nhưng con hiểu không lầm và nhớ không lầm á, thì bằng tuổi ba ngày hôm nay đó, bạn của ba là tổng thống Clinton còn ba vẫn là một thường dân. Ức chế của tiếc nuối nó làm cho chúng ta luôn luôn bơm phồng về bản thân mình. Dĩ nhiên là bản chất sự bơm phồng đó nó có cái giá trị cái khích tấn, làm cho người khác nó có một cái niềm vui rằng người khác có được thành công này, và do đó mình cũng có thể đạt được theo công thức con nhà nông không giống lông không giống cánh. Mà trên thực tế đó, khó có thể đạt được khi mà chúng ta lấy cái quá khứ làm một cái mồi để nhử cho người khác ở trong thời hiện tại. Cái biến dịch của lịch sử nó trôi chảy, nó không theo và không tùy thuận với cái ước muốn của con người. Bám dưới tâm thức vào một cái gì đó thuộc về quá khứ và mình mong rằng nó tái lập lại ở hiện tại, như việc tái lập lại lịch sử, tái lập lại những thành công, tái lập lại những ước mơ. Rõ ràng á, cái cơ hội chính thức của nó đó sẽ mang cho chúng ta rất nhiều sự thất vọng hơn là đạt được một phần nào ở trong những niềm mơ thuộc về cân đo đóng điểm của quá khứ. Hay thế mà chúng ta có khuynh hướng về hồi đó, cho nên chúng ta hãnh diện tự hào về cái thời mà bây giờ nếu đông đo tính điểm không thể nào bằng với hiện tại. Và dĩ nhiên những thanh niên ở trong thời hiện tại này, 20 năm sau, 40 năm sau, khi họ bắt đầu trở thành mái tóc có hai màu bạc và đen lẫn lộn, thì họ cũng sẽ thấy rất rõ rằng là cái thế hệ tương lai, tức là con cháu và chích của họ đó, sẽ vượt hơn họ rất là nhiều lần. Điều này đạo Phật dạy chúng ta cần phải thừa nhận, vì nó là một quy luật. Cái quy luật đó nó có giá trị vật lý và có giá trị tâm lý. Giá trị vật lý nằm ở chỗ đó, cứ mỗi một thế hệ trôi qua với mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời, các phát minh, các sáng kiến thông qua cái nghệ thuật truyền thông và toàn cầu hóa đã làm cho con người có thể rút ngắn được
so với các thời đi trước cả trăm năm, cả ngàn năm. Có những kiến thức ngày nay chúng ta chỉ học một giờ, một ngày, một tuần là có thể biết được, mà trước đây phải mất 100 năm, 200 năm mới có được. Và do đó trong tiến trình của sanh tử, mặc dù bị cách ấm, nhưng con người vẫn hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với các cái dữ liệu và các cái hạt giống kiến thức này. Cho nên là con cháu chúng ta sanh ra thông minh, hiểu biết, nhạy bén hơn chúng ta nhiều lắm. Và cái lẽ câu phương ngôn của người Việt Nam ảnh hưởng được tinh thần khoáng rộng của Tùy Hỷ từ Phật giáo, mới phát biểu rằng con hơn cha là già có phúc. Tức là thế hệ đi sau phải hơn thế hệ đi trước, vì cái bối cảnh lịch sử xã hội đó nó có nhiều cái mới hơn, nhiều cái hấp dẫn hơn, nhiều giá trị hơn. Và sống hòa mình ở trong cái bối cảnh văn hóa như vậy đó, thế hệ đi sau phải hơn thế hệ đi trước là chuyện thường. Ấy thế mà cái khuynh hướng ứng xử thuộc về quá khứ, trên ghiền quá khứ, lấy quá khứ với những dữ liệu của đó làm nền tảng và trục xoay, chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận điều này là một sự thật. Chính vì thế mà sự tiếc nuối đã bắt đầu diễn ra. Cho nên đó, trạng thái của tiếc nuối chính là cái dòng tâm lý đi ngược lại hoàn toàn với sự buông xả. Xả theo Phật giáo là một nghệ thuật từ bỏ hết tiếc nuối, từ bỏ các dữ liệu của quá khứ và không để các dữ liệu của quá khứ đó trở thành một nỗi ám ảnh cho bản thân chúng ta. Người nào đã từng rất thành công trong quá khứ, sau một cơn binh biến loạn lạc của thời cuộc, nếu nhớ nhiều về quá khứ mình chừng nào thì sẽ không thể nào thành công với những người mà bắt đầu cái công việc bằng hai bàn tay trắng. Do đó hãy sống với hiện tại thì cái quá khứ mới có thể gọi là vượt qua, và lúc đó chúng ta mới biết hiện tại trở thành là cái động năng và bích tông để phấn đấu và vươn lên ở trong cuộc đời. Nỗi ám ảnh nào cũng tạo ra những sự mỏi mệt, căng thẳng, và do đó bản chất của hạnh phúc mất hết. Cho nên khi mà con người sống chưa có thái độ buông xả đó, thì hầu như là mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua thì sự căng thẳng đó, nó lại đóng hằn thêm một lớp vớt nữa, và nó như là cái chất canxium, nó đông và nó dày đặc lên thành lớp, sau này dùng đục, cưa, giáo, mát, thậm chí là bơm nổ và vẫn chưa có thể tẩy sạch, rửa sạch hết các cái bám víu ở trên bề mặt tâm thức của chúng ta, trải qua cái thời gian và tỷ lệ thuận với cái tiến trình sanh tử của chúng sanh ở trong vòng luân hồi. Do vậy, xả trước nhất được hiểu như là tiến trình xả niệm, tức là cái niệm được buông, không có chấp trước. Ở trong thiền học Phật giáo đó, thì tiến trình của xả chỉ có thể đạt được khi con người có mặt ở cái cấp thiền định sơ, tức là thiền định đầu tiên. Thiền định đầu tiên nó dạy con người ly dục, mà bản chất của dục nặng nhất của nó là tính dục, tình dục, tưởng dục, sau đó là tình cảm, sau đó là tưởng tượng, sau đó là lý trí, sau đó là nhận thức, và sau đó là tự giác. Cho nên đó, không buông được tất cả những cái này thì sự xả nó sẽ không có mặt. Và do đó yêu cầu đầu tiên của một hành giả Phật giáo nói chung là phải đạt được trạng thái buông những thứ không cần thiết. Và đôi lúc đó, mình có cảm giác rằng là thiếu nó mình sao không nổi. Cái tiến trình của sự buông nó đòi hỏi đến một sự huấn luyện như là một nghệ thuật. Khi thực tập lâu dài rồi thì các hành giả sẽ được nâng cao một trình độ là xả niệm thanh tịnh, tức là để cho cõi tâm được rỗng ràng, không còn trụ trấp, không còn bám víu, không còn bị tác động bởi tất cả những hạt giống đối lập có mặt dày ở trong cái bầu tâm thức của mình. Và trạng thái thâm tịnh đó nó có thể đưa thực hiện khi mà hành giả bỏ được hai cái trạng thái tâm lý tầm và tứ. Tầm á là tìm kiếm đối tượng, trong khi tứ là bám víu ở trên đối tượng đó như là một nghệ thuật thay thế để giúp cho tâm của mình được dừng chỉ, lắng yên. Đối tượng của tâm luôn luôn bị thay đổi bởi thói quen của tâm. Cứ mỗi tích tắc thời gian trôi qua thì con người có khuynh hướng là bám víu vào những cái khác.
Và sự bám víu đó, đó tạo ra một cái ảo giác của sự thích thú và hạnh phúc cho bản thân. Chính vì vậy mọi người có khuynh hướng là tìm kiếm những cái chưa có, những cái khác với những cái gì mình đã có. Cái gì được tiếp xúc và tính cách tiếp xúc đó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó tạo ra cái cảm giác nhàm chán. Mà chính vì vậy mà sự buông trong tình huống này đó, theo cái công thức dân gian người ta nói là được cá quên nôm, được trăng quên đèn đó, đó là một cái sự đua đòi ở một mức độ mà cái cơ nghiện của nó đã không còn cái tính cách áp phê với những cái gì mà mình đang có. Cái đó không phải là xả, mà cái đó là trốn chạy trách nhiệm, cái đó là ruồng bỏ, cái đó là một cái thái độ mà đi ngược lên cái tiến trình của hạnh phúc. Do đó sự xả theo Phật giáo là chúng ta đầu tiên là dừng lại cái tiến trình của tìm kiếm đối tượng. Ở trong thiền đó, cái đối tượng của thiền quán đó, là một nhu cầu rất là quan trọng, vì nhờ bám vào nó mà tâm chúng ta nó không còn như là một con vượn chuồn nhảy trên cành cây, nó không còn là như là một con ngựa hoang ở ngoài đồng ruộng, nó không còn là một cái người lữ hành du hành đây đó, mà nó an tịnh lại để giúp cho mặt hồ tâm nó được phẳng lặng và mọi phán chiếu của dòng tâm thức nó được thể hiện một cách rõ ràng, nhờ đó làm chủ được cảm xúc, trên cơ sở đó làm chủ được giận mệt. Tứ là sự giữ đối tượng nó một cách lâu dài. Ví dụ các hành giả Tịnh Độ Tông lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà qua cách thức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trước nhất là bằng lời, sau đó là bằng tâm. Giữ và dán cái đối tượng này ở trên tâm thì tâm không còn điều kiện, thời gian, cơ hội để theo đuổi, rồi để bám víu vào những cái đối tượng phi chánh pháp, phi đạo đức, phi an lạc, phi tâm linh. Và nhờ đó mà chính chất tỉnh tại an lạc giải thoát của tâm được thiết lập. Cho nên để có được tiến trình xả đó, ngoài cái tiến trình thực tập ở trong thiền quán như là một nhu cầu cho những người mới bắt đầu, là khi đạt được rồi đó thì tầm và tứ này đó cần phải được thay thế bằng một cái trạng thái tâm thanh tịnh, và đó được gọi là xả niệm, tức là dòng cảm xúc trong người đó nó không bị bám víu vào bất cứ một cái gì, mà ngay cả cái sự nỗ lực để buông bỏ cái bám víu đó đó nó cũng là một sự trở ngại. Chúng ta để nó diễn ra một cách rất là tự động, dùng một cưỡng lực đó, là tạo ra một áp suất, và bản chất của áp suất đó đều là dây mơ rễ má và con cháu của lòng sân. Thỉnh thoảng chúng ta thành công nhờ cái năng lực áp suất của lòng sân. Ví dụ chúng ta đi với tâm, nếu kỳ này mà tao không làm được điều đó là tao không, tao thề tao không làm người. Có nhiều người nói như vậy trước con cái của mình, để cho con mình nghe, cháu mình biết, mình cố gắng mình làm chứ là không được quê. Mà quê đây là khó quê, cho nên là họ ráng làm sao khỏi quê để không bị cái tình trạng bị quê, mà phải thắng với con cháu của mình, để cho con cháu của mình mới tán dương mình. Thì lúc đó đó, cái áp suất của lòng sân này nó sẽ tạo thành một cái bích tâm đẩy mình tới phía trước. Do đó bên Phật giáo không dạy chúng ta gọi là cưỡng đoạt lòng sân, mà chuyển hóa nó trở thành một cái thái độ chịu đựng bền bỉ để phục vụ cho những cái giá trị có ích cho cá nhân cũng như là cho cộng đồng và xã hội. Một bàn tay có hai mặt. Ghét cái bàn tay đã từng tạo ra máu, xương, cướp giật, giết chóc. Chặt cái bàn tay này thì bàn tay này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để hồi đầu. Cho nên tâm lý học Phật giáo dạy cho con người đó, tội lỗi không nằm ở bàn tay mà tội lỗi nằm ở tâm. Thay vì chặt bàn tay, nhốt tù bàn tay, cầm tù cái chân, cầm tù cái cơ thể, cầm tù cái miệng, thì hãy cầm tù và chuyển hóa cái tâm. Hố cao, hào sâu và các phương diện trừng phạt, dù là ghê gớm nhất ở trong thế giới của Trung Đông, hay là những cái tòa án dị giáo ở trong thời kỳ phát triển Thiên Chúa giáo từ ngàn xưa, đều không phải là giải pháp để thay đổi xã hội và cuộc đời. Mà bản chất của sự thay đổi tâm đó, nó mới chính là cái con đường và giải pháp thích ứng. Cho nên buông xả những bám víu nó không có lợi cho hạnh phúc, thì đồng lúc đó chúng ta đã tạo ra một cái tiến trình của sự chuyển hóa. Và do đó nói một cách khác là bản chất của sự buông xả không phải là một cái mất, mà trên thực tế nó tạo ra rất nhiều cái của cái được. Ở trong kinh Di Ma Cật, khi các vị thánh giả, các vị phàm tăng đến thăm bệnh một vị cư sĩ Bồ Tát với một duyên cớ
để làm đạo và đối thoại về đạo, giúp cho tất cả những người có mặt chứng kiến cuộc đối thoại này học hỏi được những triết lý cao siêu quyền diệu. Thì cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đã yêu cầu các tiên nữ của ông, tức là những người hầu hạ ông, hãy rải hoa cúng dường tất cả những người có mặt. Lúc đó đó, bản kinh mô tả là nhiều người run cập cập, bởi vì Đức Phật dạy là người xuất gia thì không có trang sức phẩm mình bằng những thứ lộng lẫy như thế này, vì những cái đó với mùi vị, với màu sắc, với hình thù, với vóc dáng có thể làm cho tâm con người bị say mê dẫn đến nhiễm đắm, và do đó tiến trình chuyển hóa tâm linh có thể trở thành một trở ngại. Cư sĩ Duy Ma Cật nói rằng là các vị hãy an tâm, ai còn tâm chấp trước á, thì hoa sẽ dính trên thân của người đó. Ai buông được cái tâm chấp trước thì hoa rải cứ mặc hoa, và tâm mình đi tới thì cứ đi, và do đó hai cái này không trở ngại lẫn nhau. Như vậy chấp nó nằm ở tâm chứ không phải nằm ở bản chất của sự vật. Cái thái độ đó nó làm cho con người chấp hoặc là buông, mà trên thực tế là mình lại có cái ảo giác rằng là bản chất của sự vật đó nó làm cho mình buông hay là mình nắm. Buông hay nắm là một sự quyết định của tâm thôi. Khi mình nắm một cái gì lâu dài thì cái chức năng của cái chủ thể nắm đó nó không còn hoạt động được nữa. Ví dụ nếu chúng tôi cầm cái ly này nắm hoài vì nghĩ rằng là nắm cái ly này thì sẽ được đưa nước vào trong miệng, giải quyết được cái sự khát của cổ, tiếc nuối và biết ơn cái ly này đã tạo ra sự hết khát nước của mình, mình trân trọng nó, nắm giữ nó, tôn thờ nó, thì chúng ta sẽ đánh mất hoàn toàn được cái hoạt dụng của bàn tay với nhiều chức năng khác nhau. Mà việc cầm lấy cái tách đưa nước vào trong miệng chỉ là một cái công việc rất là nhỏ. Do đó bản chất của sự buông xả là không dính vào trong cảm xúc. Khi mà các giác quan có cơ hội tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó, dòng cảm xúc của con người nó thường dẫn đến hai khuynh hướng: hợp gu thì bám víu, không hợp gu thì loại trừ. Dù bám víu hay là loại trừ cũng là đều là hai cách dính. Một cách dính đó, thì tạo cái dầu hắc của lòng tham, còn một cái dính đó, nó tạo ra cái lửa, cái sự thiêu đốt của lòng sân. Và cả hai cái đều là một nỗi ám ảnh. Một bên là nỗi ám ảnh ngày đêm nhớ hoài không nguôi, một bên là nỗi ám ảnh của sự sợ hãi khó chịu, và do đó cả hai đều thiêu đốt hạnh phúc. Cho nên buông xả là làm thế nào để vượt qua tất cả những trở ngại này, làm thế nào để mà hành giả có thể đạt được tiến trình của sự buông xả khi mà bản chất của mọi sự vật hiện tượng nó luôn luôn diễn ra thách đố cái ước muốn của con người, và con người luôn luôn muốn nỗ lực để vượt qua những thách đố này. Cho nên khi đối diện với những thách đố đó thì lòng chúng ta cảm thấy là không hài lòng, không thỏa mãn. Và do vậy đó, cái tính cách bị ám ảnh, không hài lòng, không thỏa mãn đó, nó làm cho mình khó mà nguôi ngay, khó mà quên đi được lắm. Và do đó trong trạng thái của thái độ đó đó, chúng ta biết rằng nó là một sự dính mắc. Chúng ta có thể hiểu bản chất của sự bình thản hay là thanh thản của tâm hồn đó, chứ chúng ta được thể hiện bằng cách là không bận tâm về những thứ mà không đáng quan tâm. Và do đó, đó sự buông xả mới có thể được thiết lập. Làm thế nào để mình sống mà không bận tâm? Gỗ, đá, cây cối, thảo mộc nói chung còn có những cái phản ứng trường sinh học của đó. Con người theo định nghĩa của tâm thức học Phật giáo đó, thức A Lại Da, tức là kho tàng tâm linh, nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Thức Mạt Na như là một cái anh chấp trước hiện hữu với con người một cách thường trực. Vậy bốn tên bà con là ngã si, tức là si và bản thân mình. Ngã kiến là nhìn nhận đánh giá sai lầm về giá trị của mình. Ngã mạng cống cao, ngã cống cao xem ai không ra gì. Và ngã ái là yêu thương bản thân mình hơn bao nhiêu người khác. Nó làm cho không có lúc nào mà trạng thái dính chấp đó không được thiết lập. Chúng ta thấy rằng là ý thức đó, nó thường hiện khởi và nó thường cộng tác với thức Mạt Na, cái thức chấp trước. Và do vậy là cứ mỗi một đơn vị thời gian trôi qua thì con người không bám vào cái này thì cũng dính vào cái khác thôi. Cho nên thực tập buông xả là một trong những cái khó nhất, mà nếu thực tập được nó, thành công được nó đó, thì giá trị an vui nó sẽ bền bỉ nhất và lâu dài nhất. Chúng tôi tạm lấy một ví dụ
trong cái hội trường này có bốn cái cửa ra và vào. Bốn cái cửa đó đó chính là bốn di mơ rễ má: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái của thức mặt na. Thức mặt na là một loại tâm lý chấp thủ, nó có lý do để nó tạo thành sự chấp thủ. Lý do thứ nhất, nhờ nó mở cửa ra mà chúng ta vào bên trong được. Lý do thứ hai, nhờ nó mở cửa ra mà chúng ta đi ra ngoài được. Nếu không có chức năng mở và đóng như thế này là chúng ta không thể nào xài được cái chức năng của cái hội trường. Sự ra vào của con người lưu giữ lại trong một thời gian nhất định trong hội trường này là hoàn toàn không có. Cho nên cái công trạng của nó như thế làm cho nó có một thái độ tâm lý rằng là nhờ có tôi mà mọi thứ được trơn tru, mọi thứ được vận hành, mọi thứ được thành tựu, và cho tôi được quyền hưởng cái giá trị được khen thưởng, khen tặng với những cái ưu quyền đặc lợi trong các cuộc chiến. Sự kết thúc của nó là những người có công, nếu không đòi hỏi thì tổ quốc hay là quốc gia cũng yêu cầu, cũng buộc người đó cần phải hưởng những giá trị mà họ đã đóng góp. Trong đó tinh thần của Phật giáo thì dạy chúng ta là làm á thì đi đầu tiên, mà hưởng á thì mình không màng. Thi ân á thì không cầu đền báo, mà nhớ ơn nghĩa một người nào thì không nên quên. Và do đó cái ứng xử của các hành giả Phật giáo luôn luôn là vô ngã và vị tha, và tinh thần đó chính là một sự buông xả trong lúc chúng ta đang dấn thân làm việc hàng ngày, hàng giờ, hàng giây hạnh phúc trong cộng đồng và xã hội. Trong khi đó bản chất của mạt na với ngã si, ngã kiến, mạn, ngã ái không chịu như vậy. Bốn kính cửa là một chức năng, nó chấp lấy, nó kể công, nó tính điếm, nó đông đo, nó làm hệ quy chiếu. Và cái kho tàng tâm thức A Lại Gia như là cái hội trường này có thể dung chứa được con người, dung chứa được bàn ghế, dung chứa các vật liệu, dung chứa ánh sáng, dung chứa tất cả những gì mà con người cần. Chỉ có thể phát huy được tính năng của nó khi mà cái cửa được đóng và mở, tức là phải thông qua cái cửa của mặt nạ. Và do vậy bước qua các cái cửa của cái tôi đó thì sự dính mắc nó sẽ được thiết chặt. Vì cái sự dính mắc đó ít nhất nó có hai cái bản lệ: nó dính để nó có thể bật ra bên ngoài, và nó có thể đưa con người vào bên trong. Do đó trong cái tiến trình của đời sống tự nhiên như vậy đó, con người luôn luôn có khuynh hướng ghì chặt bám víu như là một lực hút. Và cái lực hút của sự ghì chặt bám víu nó còn hơn là lực hút của trái đất. Khi chúng ta thảy một vật gì đó ra vào không gian với cái trọng lực, với cái khối lượng, với cái vị trí tạo ra trọng lực và khối lượng này, nó vật không đủ sức để làm cho vật đó nó bị rơi vào không trung, mà nó ngược trở lại rơi trên mặt đất. Bởi vì cái lực xoay của trái đất nó quá là nhanh chóng, và do đó nó tạo thêm một cái quán tính của cái vật mà chúng ta tung lên từ nỗ lực của bàn tay của mình. Tâm thức mạt na chấp trước này nó làm cho con người ghi chặt vào những thứ mà con người đã có một cái công trạng, đã có một sự đóng góp, đã có một vai trò, đã có một vị trí, đã có như là một cái niêm, đã có như là một bộ phận, đã có như là một thành phần. Và tiến trình đó là một tiến trình tâm lý rất là bình thường. Cho nên giải chế cái cơ chế tâm lý chấp trước này đó, nó là một nỗ lực mà thách đố của nó rất là nhiều. Cho nên nếu không biết cách đó, thì khuynh hướng thông thường của chúng ta là dùng cưỡng lực. Cái cưỡng lực đó nó tạo thành nỗi ám ảnh. Ví dụ như khi mình càng nỗ lực quên một người nào đó đi, thì trên thực tế cái nỗ lực quên đó chính là cái sự nhớ. Nhớ theo cái kiểu mà ác cảm và thành kiến, nhớ trên một sự ghét bỏ. Và do đó sự quên đó khó có thể được thực hiện lắm. Muốn quên và buông một cái gì đó, chúng ta chỉ cần thay thế đối tượng là nó hết rồi. Để ý tới nó thì nó nhớ nhiều hơn. Không để ý thì sự có mặt của nó trở thành là bình thường và không còn có giá trị nữa. Chẳng hạn như nãy giờ chúng ta đang lắng nghe sự chia sẻ pháp thoại. Xung quanh chúng ta, xung quanh khu trường này, xe cộ vẫn chạy, kèn thỉnh thoảng vẫn thổi, chó vẫn sủa, chim vẫn bay, và tiếng nói của người hoặc là các điện thoại di động thỉnh thoảng vẫn reo lên. Ấy thế mà có nhiều người vẫn không hề nghe biết. Không hề biết không phải vì lỗ tai họ bị trục giặc, bị điếc, màng nhĩ bị đục, bị thủng, hoặc là câm ba âm vật nó quá cao đến độ mà cái lỗ tai này không đông đo tính điếm được, biết được đây là tiếng của cell phone hay là tiếng của con người, tiếng của tâm sự hay là tuyến của một cái gì đó, biết rất rõ. Nhưng vì nó không bận tâm, cái tâm nó không được thiết lập ở trên cái âm ba âm vật đó, cho nên sự hiện hữu của âm ba và âm vật xung quanh ngoài cái âm ba của cái lời giảng nó không còn áp phê
và trở thành là cái nỗi ám ảnh đối với người. Chính vì vậy mà chúng ta không cần phải dùng áp lực để mà buông nó, thì sự buông nó mới được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Và không bằng tâm là không dán tâm ở trên đối vật, thì lúc đó đó mỗi một hành động được thể hiện nó được đồng nghĩa và được hiểu là đã buông. Như vậy buông có nghĩa là dấn thân mà không để cái tôi ở trong sự dấn thân này, chứ không phải là không làm gì hết. Khi còn ở San Jose, chúng tôi gặp một số Phật tử đã có một cái bề dày của sự tu học, phục vụ Phật pháp, giúp đỡ tăng ni tu học và thiết lập những cái đạo tràng giảng kinh thuyết pháp tại nhà của mình. Sau mấy chục năm dấn thân đó, thì một số vị trong số đó đã bắt đầu thấy cảm giác mệt mỏi và bây giờ không muốn làm gì hết, đang làm việc mà cũng muốn ngưng luôn. Và khi hỏi đến, nói giờ bây giờ buông thầy ơi, xả, làm cho nhiều quá mệt lắm. Chứ thực tế cái đó không phải là xả, mà đang buông cái không làm việc, đang nắm cái không làm việc mà mình tưởng là mình đang xả. Và do đó đó, khi mình ở nhà thời gian rồi, bắt đầu thấy chậm lục, các giác quan bắt đầu lên lừ đừ, trở thành già háp mà. Cho nên là cứ làm việc, cứ năng động mà không vướng vào những cái đó đó, thì cái đó nó được gọi là buông. Và tinh thần của cái buông này là một tinh thần triết lý nhập thế của Phật giáo rất là sâu sắc. Chúng ta làm chỗ nào là chúng ta dính chỗ đó, dính công thần, dính công trạng, dính cái tôi, dính vai trò vị trí, dính danh nghĩa, là thiếu cái đó mình làm không được. Cho nên nó có những cái hoàn cảnh, có những cái bối cảnh, có những cái giai đoạn đó, chúng ta phải thực tập buông xả theo tinh thần của Kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là câu đầu. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Triết lý này hay lắm. Có nhiều con người đó, khi mà cái trình độ, khả năng của họ quá giới hạn, mà họ đóng một vai trò quá lớn đó, thì nỗi nghi kỵ và sợ hãi bắt đầu có mặt ở trong tâm thức của họ từng giây từng phút, từng ngày từng giờ. Và do đó là cái danh xưng, danh tướng, danh phận của chúng ta đối với họ có thể trở thành nỗi khủng hoảng và đe dọa cái sự tồn vong mà có mặt của họ. Cho nên bám vào cái danh tướng đó để mình đi đó, thì mình sẽ gặp rất nhiều cái sự trở ngại. Cái mà mình cần giữ là cái nội dung, chứ không phải là cái danh xưng. Vì cái danh xưng đó nó có nhiều lúc nó làm cho những người có cái nhìn chuyên quyền độc đoán đó, họ không dám thừa nhận sự hiện hữu của mình. Và do đó càng khẳng định sự hiện hữu của mình bằng một danh tướng nào đó, đó thì càng làm cho họ phải dùng súng đạn bắn là nhốt mình, khống chế mình. Cho nên phải chuyển thể, chuyển hóa nó bằng những cái danh xưng khác, hoặc thậm chí là vô danh, thì mình mới tồn tại ở trong các nghịch cảnh mà các giai đoạn lịch sử ở trong từng quốc gia có thể có. Và do đó người hành đạo cần phải khôn ngoan để vượt qua những cái trở ngại về danh tướng như thế này. Thì cái đó được gọi là một trạng thái buông xả cực kỳ có lợi. Tất cả mọi danh xưng, mọi hình thức, mọi danh nghĩa đó đều là hư vọng. Đức Phật phải vô cớ mà nói như thế. Bởi vì Ngài thấy rất rõ rằng là khi chúng ta tạo dựng một cái gì đó lên, chúng ta nghĩ rằng là mình có công, và nó đã tạo ra cho mình sự sống, nó tạo ra mình một cái gì đó. Buông cái đó là mình buông một sự tiếc nuối, buông một cái công trạng, buông một cái mà tạo cho mình được hạnh phúc. Nhiều người là không nổi. Cho nên càng bám víu thì càng sống ở trong trạng thái của hư vọng. Mà phải thấy được cái vô tướng. Bởi vì có những cái vô tướng đó, nó trở thành là thiên hình vạn trạng. Và đó nó thể hiện ra 33 ứng thân với các vị Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc thì phải hiện thân này, lúc thì ứng thân nọ, lúc thì hình thức kia, lúc thì tướng trạng nọ. Là thiên hình dạng trạng như vậy đó, nó mới tùy duyên, tùy thời, tùy phận, và lúc đó chúng ta mới có thể làm đạo được. Ở trong thế giới của sự dân chủ và tự do thật sự đó, thì sự khác biệt đó nó trở thành như là một cái được tôn trọng. Còn ở những cái môi trường hoàn cảnh và những cái đó mình không có đó, thì bám vào danh tướng đó nó có thể trở thành một trở ngại. Và do đó đó, cái nhu cầu của buông xả cần phải được thiết lập và thực tập. Thấy được cái vô tướng, tức là buông xả trong các hình thức, buông xả trong các tướng trạng, buông xả trong các hình thù, buông xả trong tất cả những cái gì mình đã tạo dựng lên. Giống như là chúng ta buông cái thành
cái công trạng của cái bản lề và cái kính cửa, thì chúng ta mới có thể giúp cho người ra và vào dễ dàng, bằng không phải qua những cái cửa và phải đúc cái gì đó vào bên sau cái cửa đó thì mới có thể được mở ra. Cái đó nó tạo ra những ách tắc, và cái tôi được trưởng thành trong những ách tắc này. Do đó để thấy được Như Lai, tức là thấy được cái tiến trình của sự giác ngộ, hay là làm đạo để tạo ra sự giác ngộ trong những cái nghịch cảnh lớn nhất mà con người chúng ta có thể vấp vào, đó là phải sống và ngộ ra được cái vô tướng. Như vậy là sống với vô tướng có nghĩa là sống với buông xả. Vô tướng có nghĩa là không phải là mình không còn gì hết, mất hết tất cả, không có. Cái nội dung và chất liệu của nội dung đó đó chúng ta phải giữ lại, và chúng ta thay hình đổi dạng đó thôi, để cho cái nỗi sợ hãi với gốc rễ của quá khứ, với dữ liệu của quá khứ, với thành kiến của quá khứ, nó không trở thành nỗi đe dọa cho những con người không có được cái bản lĩnh, không có được cái sự dung thông, không có được cái sự độ lượng. Đó là một bài học mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Kế tiếp á, bản chất của sự buông xả đó là một tiến trình giải phóng cái sự dính ở một cái gì đó ra khỏi cái môi trường của sự dính đó. Tại Trung Quốc có một con sông Hoài rất là lớn, mà sông này cá nhiều lắm, tại vì nước nó rất là phù sa. Và thời Tống có hai vị thượng tọa, một vị tên là thượng tọa Thâm và một bên đó tên là thượng tọa Minh. Ý nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc. Thâm có nghĩa là chiều sâu, Minh có nghĩa là sáng suốt. Trong lúc hai huynh đệ đang ở trên thuyền thưởng ngoạn dòng sông và nhìn thấy đó những người làm nghề chài quăng lưới, và mỗi một cái động tác kéo lưới lên thì vô số con cá bị dướng mắt, tôm cua dính bẫy. Trong đó có một con cá rất là to, nó dùng hết sức bình sinh của nó để giục thoát ra khỏi cái lưới và nhảy xuống lại mặt nước, trở về thế giới biển cả, sông nước của nó. Thượng tọa Minh mới nhận xét, thượng tọa Thâm mới nhận xét như thế này: sự thoát khỏi lưới của con cá giống như là một thiền sư. Thượng tọa Minh nói: để dính vào lưới là đã dở rồi, dính vào lưới mà thoát ra đó thì chưa phải là hay. Làm thế nào để không dính vào lưới thì cái đó mới chính là sự thoát. Dĩ nhiên là hai người có hai cái quan điểm khác nhau. Trong quan điểm thứ nhất, chúng ta thấy đó, cái nhìn ở đây nó rất là tích cực. Trong những cái cảnh huống mà sự dâng bẫy nó có thể có mặt ở mọi nơi mọi chỗ, và mỗi bước đi của chúng ta, mỗi cái động tác đi tới của chúng ta về phía trước, nó không dính chỗ này thì nó vướng vào chỗ kia, không kẹt chỗ nọ thì nó cũng bị ảnh hưởng chỗ này. Và do đó mỗi khi bị vướng víu vào thì không gì khác hơn là phải nỗ lực để thoát ra khỏi nó. Thì những con người như thế được xem như là đại trượng phu, được xem như là một vị Bồ Tát, được xem như là cái người tự cứu thoát lấy chính mình. Cái tiến trình của sự tự giải thoát ngay từ nguyên hủy của vấn đề, hoặc là thấy bẫy mà không bị vướng vào thì hiếm có lắm, trừ đó là những bậc thánh. Còn cái thói quen của con người là thường dính vào các bẫy, vì các bẫy đó nó luôn luôn có những cái mà giá trị của nó được cường điệu hóa lên gấp 3, gấp 4, thậm chí nó là một cái nhữ nhiều giá trị hơn nhiều. Và do đó có mặt ở trong những cái bẫy như thế này, chúng ta khó có thể thoát khỏi lắm. Con mắt thì muốn thoát khỏi, nhưng cái bụng ấy, nó có lý lẽ của nó. Cái tâm ấy, thì không muốn dính, nhưng mà cái tình ấy, thì không muốn buông. Do vậy mà cái mâu thuẫn nội tại tâm lý trong từng con người đã làm cho con người bị dằn co ở trong một cái thế, mà sự kéo dài tính cách dằn co đó nó làm cho sự dính ngày càng được siết chặt, cho nên nỗ lực để vụt thoát được ra là một nhu cầu. Còn trong cái phát biểu của thượng tọa Minh được gọi là một quan điểm sáng suốt đó, chúng ta thấy là để cho bị dính là đã dở, tốt nhất là đừng để cho dính thì đâu có cần phải thoát ra. Quan điểm đó là một quan điểm lý tưởng hóa, tuyệt đối hóa, và hiếm khi có ai có được cái trình độ tâm linh như vậy. Cho nên đó, là một sự tình cờ, nhưng mà cũng là một cái chiều sâu. Thượng tọa Thâm tức là sâu sắc rằng là trong cái dính mà biết tháo gỡ ra để không còn dính nữa đó, nó làm cho người đó có giá trị nhiều hơn là chưa từng bị dính. Lỗi lầm như là cá tính của con người, đặc biệt là người phạm,
Tất cả mọi người chúng ta đều có những cái lỗi, đều những cái sai, đều có những cái lầm. Nhưng đạo Phật không trên cái cơ sở đó mà nói rằng là mỗi con người sinh ra là một tội phạm, như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh thống vốn ảnh hưởng từ Do Thái giáo, xem con người có tội phạm, tội tổ tông. Nhìn nhận mình có một cái nguồn gốc tội phạm gắn liền với thủy tổ của con người, làm cho con người phải thúc thủ chịu đựng và phải nương vào cái uy lực của Chúa để thoát ra khỏi cái nanh vuốt của định mệnh và định nghiệp. Và cứ như thế, với những nỗi sợ hãi, niềm tin mê tín và sai lầm đó chối buộc và đánh mất chúng ta ở trong tiến trình phát triển tuệ giác vốn có của mình, như là những tiềm năng cần được đánh thức. Do đó đó là những người Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là cái sai lầm nó là thuộc tính của người phàm, nhưng cái thuộc tính đó không cho phép mình mặc cảm tự ti có cái gốc rễ không thể thay đổi, vì không bao giờ có cái tội tổ tông. Tội là những hành động do tâm thực hiện một cách sai lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội, hoặc là đi ngược lại cái quyền lợi của xã hội trên cái khung sườn của pháp lý. Và do đó đó, không thể có một người làm mà kẻ khác phải chịu. Các cái thời cuộc với những cái diễn biến chính trị khác nhau đã làm cho con người có khuynh hướng ứng xử là quy trách nhiệm cho con cháu của những người đã dính líu một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Ví dụ trong thời kỳ quân chủ đó, một người nổi loạn dám chống lại cái quyền lực tối thượng của triều đình, ở đây là thiên tử, tức là con của vua trời, tức là vua ở trên mặt đất, sẽ bị chu di tam tộc, là bởi vì phòng trừ tất cả những hậu hoạn và những sự nổi loạn có thể kéo theo sau. Và do đó đã để lại rất nhiều sự bất công về cái cán cân luật pháp ở trên xã hội. Trong nhân quả đó thì cái tiến trình nó tự quyết định lấy chính nó. Những cưỡng lực của sự sai lầm ở trong lịch sử pháp luật của nhân loại đó đã làm cho các biệt nghiệp và cộng nghiệp bị thay đổi theo, và do đó nó tạo ra nhiều ách tắc. Cho nên buông xả là làm thế nào không nhìn thấy được rằng là nó có một cái định nghiệp, định mệnh đang áp đặt sẵn từ một cái đời kiếp nào đó mà mình phải chấp nhận không được quyền thay đổi nó, mà là ở chỗ phóng thích tất cả những quan niệm sai lầm này. Do đó đó, nếu có lỡ trong một tình huống dướng vào các cái bẫy với nhiều cái mồi rất ngon, hay là sự tình cờ do người khác lùa mình vào trong nó mà mình không hề có ý định, dầu cũng muốn nỗ lực, nhưng sức vùng, sức vẫy của mình nhỏ hơn cái phạm vi và cái lực của lưới, thì sự dướng đó nó không cho phép mình ở lại, mà nó buộc mình cần phải nỗ lực để vượt qua. Cho nên là cá to có thể thoát khỏi lưới, thì sự nỗ lực buông xả nhiều sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi sự chấp trước. Tất cả đều là sự nỗ lực, miễn là đừng tạo ra một cái cưỡng lực trong sự nỗ lực này, thì lúc đó đó nó không còn là gì cả. Nội dung cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ về cái tiến trình của sự buông xả là làm thế nào để sống nhậm vận. Ở trong cái câu nhậm vận thịnh suy vô bối, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Nhậm vận không có nghĩa là mình chạy theo duyên, mà thuận theo những cái nghịch duyên để có thể thiết lập được an vui và hạnh phúc. Cuốn theo chiều gió không phải là một sự tùy duyên hay là nhậm vận, mà là đánh mất mình ở trong những biến dịch của thời đại, của thời cuộc, của môi trường, của hoàn cảnh. Chúng ta thử quan sát hình ảnh của con cắt ké và họ hàng của chúng. Nó luôn luôn thay đổi màu sắc tùy theo tình huống có mặt và bám ở trên một cái tảng đá màu trắng xám, thì cái màu da của con cá ké này sẽ có màu trắng xám hợp và ứng với lại màu đá đó. Có mặt ở trên một gốc cây với màu nâu là ra màu chính, thì chúng sẽ tự thích ứng theo cái màu này. Nếu có mặt ở trên những chiếc lá xanh thì màu xanh trở thành là trọng tâm, để nó có thể đánh lừa và vượt ra khỏi nanh vuốt của những kẻ thù lớn hơn, có thể làm cho nó trở thành như là một con mồi phục vụ cho món ăn. Và sự thích ứng như vậy để tạo ra cái hoàn cảnh mà đảm bảo được an ninh tính mạng và sự tồn tại để mang lại hạnh phúc đó. Cái như thế được gọi trong Phật giáo như là tiến trình của nhậm vận. Bản chất của nhậm vận là thăng bằng cảm xúc nhị nguyên,
để thiết lập một trạng thái chân không của tâm. Mà ở chỗ đó đó, dù chúng ta có mặt, nó không bao giờ bị rơi. Và sự điều khiển đó có thể nó thuộc về ý thức của con người. Con người có thể đảo lộn đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, trái thành phải, phải thành trái. Tất cả các nguyên lý về phương vị, về trọng lực, mọi thứ nó đều bị gọi là mất hết hiệu lực ở trong trạng thái chân không. Buông xả thực sự về phương diện tâm là trạng thái chân không của tâm thức. Và hành giả khi thực tập được như thế đó, thì tất cả nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, thuận cảnh đó, đều không còn là những cái mối bận tâm hay là lo ngại nữa. Và làm được như thế thì hành giả sẽ trị liệu được những cái cơn bình trật của cảm xúc, những cái nỗi đau của tâm, những cái buồn tủi của mặc cảm và những cái khó khăn khác về các phương diện của đời sống và sinh hoạt thường nhật. Và nhậm vận như vậy sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả mọi thứ và sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Với cái phần trình bày ngắn gọn như thế, chúng tôi xin kết thúc cái đề tài hỷ xả như phần thứ hai của chủ đề từ bi hỷ xả. Và rất kính mong toàn thể quý tiền hữu tri thức suy nghĩ thêm về nội dung của các phương pháp thực tập mang tư cách trị liệu tâm lý và giải phóng con người khỏi tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao, rồi sau đó đó sẽ dành cho cái phần vấn đáp. Và cho thành cảm ơn tất cả. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.